Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan đến những địa điểm trên lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, từ đầu tháng 5 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 1.465 ca mắc COVID-19. Trong đó, riêng đợt bùng phát từ ngày 10 tháng 7 đến thời điểm này, thì thành phố đã có 1.215 ca bệnh và dịch đã lan rộng ra 49 trên 56 xã phường trên địa bàn thành phố. Trong khoảng thời gian này đã phát sinh hơn 20 chuỗi lây nhiễm. Với các giải pháp quyết liệt và được triển khai kịp thời, thì về cơ bản thành phố đã kiểm soát hầu hết các chuỗi lây nhiễm này. Tuy nhiên, hiện chuỗi lây nhiễm xuất phát từ cảng cá Thọ Quang vẫn ở mức nguy cơ rất cao. Trong ngày hôm qua, ngày 7 tháng 8, Đà Nẵng có 62 ca mắc mới COVID-19, thì đã có 57 ca liên quan chuỗi lây nhiễm này. Quận Sơn Trà hiện vẫn là điểm nóng với 5 phường phải áp dụng cách ly y tế để ngăn chặn dịch lây lan.